Tết Nóng Xin Biết ngày 18 tháng 12. Công bố giải Hoa Đình, sao Nam vướng bê bối. Đàm Tùng Vận chính thức có phim mới. Bóc thói quen của địch đại Nhật Ba. Xin biết hôm nay có gì, hãy cùng chúng tôi điểm qua tại bài viết này. Bành Tiểu Nhiễm trong đạo hình tân hương cổ trang mới. Danh sách rút gọn giải thưởng Hoa Đình hạng mục cổ trang mới đã được công bố. Cụ thể nam diễn viên cổ trang xuất sắc nhất gồm có Trần Hiểu Mộng Hoa Lục, Trần Khôn Phong Khởi Lộng Tây, Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết, Hoàng Hiên Phong Khởi Lạc Dương, Trịnh Nghiệp Thành Trúc Khanh Hảo. Nữ diễn viên cổ trang xuất sắc nhất Liễu Nhà Mộng Hoa Lục, Ngô Thư Hân Thương Lan Quyết, Vịnh Mai Phong Khởi Lạc Dương, Dương Tử Trầm Vụn Hưng Phai, Triệu Lộ Thư Tình Hà Giản Lạn. Đài Ban đã cập nhật danh sách dàn diễn viên Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời, bao gồm có Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đóng chính. Trong đoạn phỏng vấn, sau khi nghe phóng viên nói về tin đồn sống cùng bạn gái, Lưu Dự Văn tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Ngay sau đó anh chàng vội vã lên tiếng thanh minh. Lưu Dự Văn khẳng định phụ nữ xuất hiện nơi mình ở, ngoài gì giúp việc, nấu cơm thì chỉ có người mẹ mới lên thăm. Thái Tử Khôn gây ấn tượng bởi tạo hình và phần trình diễn bốc lửa trong đêm hội hưởng ứng đêm chung kết World Cup Music Festival. Mới đây Trương Gia Nghê xuất hiện tại sự kiện thường niên của GQ, nữ diễn viên diện đầm đen được cắt xẻ tinh tế nhận về nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc dạng người quyến rũ. Không lâu sau đó Trương Gia Nghê đã leo vị trí số 1 hot search bằng giải trí Weibo. Sau ồn ào trong ngoại tình, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nghê xuất hiện tại thảm đỏ. Mới đây báo chí Hồng Kông đã tổ chức bình chọn tứ đại đỉnh lưu nữ thần của Cbiz. Theo như kết quả cuối cùng, 4 mỹ nhân có số phiếu cao nhất, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lộ Tư. HK01 đưa tin Trần Tuệ Lâm gặp tai nạn giao thông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12. Xe chở nữ diễn viên và con trai va chạm với chiếc xe khác chạy ngược chiều khi vừa đi ra khỏi cổng biệt thự. Trả lời báo chí, quản lý Trần Tuệ Lâm cho biết cô và con trai chỉ bị nhẹ, không cần nhập viện nhưng vẫn phải điều trị ngoại trú. Họ bị chảy xước bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Tài xế của Trần Tuệ Lâm bị va đập mạnh vào vùng ngực và vô lăng nên cần theo dõi thêm. Chu Khiết Kình hóa thân thành thiếu nữ cổ trang mặc hoàng y nhân dịp sinh nhật của cô nàng. Cư dân mạng tầm tắc khen khí chất mang đậm phong cách phim cổ trang TVB trong hồi ức. Chiếc váy mà Điền Hi Vi mặc trong thịnh điển GQ đến từ nhà mốt Valentino, người đại diện thương hiệu Trương Nghệ Hưng. Người hâm mộ của Trương Nghệ Hưng đăng tải bình luận cảm thấy bị xúc phạm vì sự việc Điền Hi Vi trả lời phỏng vấn về GQ bằng thái độ cười đùa khi dễ dàng đề cập đến tinh thần bỏ sinh mệnh vì sân khấu. Đối nghịch với thái độ của Trương Nghệ Hưng, một người cũng có câu trả lời tương tự nhưng thái độ nghiêm túc cách đây không lâu. Hiện tại khu vực bình luận dưới bài đăng của Điền Hi Vi của Valentino đã bị khóa. Địch Đại Nhật Ba có một thói quen rất lạ, đó là cô ấy hay mua mấy con khỉ chạy bằng điện để chơi với chúng khi ở nhà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.